Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. Phương Thảo và chú Châu Tất Tiến gửi lời chào đến quý khán giả đang xem đài cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNTV 57.3, 16.10 và 26.9, và gửi lời chào đến chú Châu Tất Tiến. Chào chú. Xin chào Phương Thảo, xin kính chào quý vị. Thôi vậy, có một cái tin hot, rất là hot, nóng hổi. Không có vừa thổi vừa ăn về vấn đề Nga sâu và bị cấm vận, thưa quý vị. Thì theo bên Biden á, thì là có một số những người bị cấm vận, nói thẳng luôn, không phải là cấm vận nước Nga mà cấm vận một số người luôn, những người mà trong cái là inner circle, tức là những người ở trong cái bộ sậu của Putin á. Thì trong đó gồm có ai, có thứ nhất là Sergei Shoigu, tức là bộ trưởng bộ quốc phòng của Nga, Anton Vano, Putin chief of staff, tức là người nghĩa là giám đốc hành chính của Putin á, Yevgeny Prigozhin, là một người nhưng mà người là businessman nhưng mà có một cái quan hệ mật thiết với Putin, Maria Zakharova là bộ trưởng về communication director, tức là một người giám đốc về truyền thông của cái bộ cái là bộ ngoại giao đó, và Margarita Snowman là head of state television network, tức là mọi người đứng đầu cái ngành và television của Nga. Thì tất cả những người này bị ban rồi luôn, tức là bị cấm luôn, không có được đi tới European Union đi đâu, và tài sản của họ bị đóng băng luôn. Cái đó mà quan trọng, tức là Liên Âu đó, tuyên bố nó thẳng thừng là mấy người đó là bị đóng băng hết tất cả những cái tài sản của họ ở Liên Âu. Chúng ta biết là những cái tay mà đại tham nhũng nó không bao giờ để tiền trong cái nước của họ mà để tiền bên ngoài, hoặc là để tiền Thụy Sĩ, hoặc để tiền ở chỗ khác, chứ không có, nó không giấu tiền ở trong cái ngân hàng của chế nước quốc của họ, thì quốc gia của họ sẽ bị bắt. Nhưng bây giờ thì với cái phương tiện kia là kỹ thuật mới, là người ta biết hết tài sản anh giấu chỗ góc trầm nào cũng được, trừ khi anh đào lỗ trên cái vườn mà thôi, chứ còn bất kỳ anh để cho nhà băng nào cũng có hết. Thành ra những cái người này sẽ bị nó là tịch thu tài sản luôn. Còn những cái người khác thì có thể bị ảnh hưởng, mà chúng tôi chưa có danh sách đầy đủ ở đây, thì biết rằng là Liên Âu và Biden cũng đã thực hành luôn cái việc cấm vận luôn đối với Nga sâu, và cũng như Đức cũng đã ngừng cái đường ống dầu từ Nga sâu sang Đức luôn, mà chấp nhận là bị kinh tế bị xuống. Thì chúng ta biết là một khi kinh tế của một nước xuống, nó kéo cả thế giới xuống, chứ không phải là một mình cái nước ở đâu, thưa quý vị. Thành ra mấy hôm nay quý vị thấy xăng nó lên rồi, giá nhà lên ở đây, rồi cũng như là cái lãi suất cũng lên luôn. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rất là căng thẳng. Từ khi mà Putin là cái tay mà tham vọng ngông cuồng này, muốn chiếm lãnh Ukraine làm của riêng của mình, thì không biết trời chu đất dày, và trời không biết, xin lỗi, trời chu diệt những cái tay mà tham vọng này, tự xưng sinh ra một cái con người mà làm cho cả thế giới đảo lộn thế vậy. Dạ, và chúng tôi vẫn tiếp theo cái bản tin của chú Châu Tất Tiến, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là khi mà Nga đã bắt đầu đưa quân sang gần vào cái biên giới của Ukraine, thì để mà được sự chấp thuận này thì Thượng viện của Nga cũng đã đồng ý cái chấp thuận gọi là một cái đạo luật, là cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng quân đội bên ngoài của lãnh thổ. Thì đây là chỉ là một trong những cái hành động mà để nhằm mà coi như là về mặt thủ tục cũng như là để chuẩn bị tấn công trực tiếp vào phía Ukraine. Thì chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã nói đây là một trong những cái cuộc xâm lăng đã khởi sự từ Moscow, đưa quân vào những cái vấn đề mình nói là tuyên bố ly khai tại miền đông của Ukraine. Và một số nhà lãnh đạo của châu Âu cũng cho biết rằng là Nga đã kéo cho quân vào cái khu vực của phiến quân ly khai kiểm soát ở vùng phía đông Ukraine, khi mà Tổng thống Nga trước đó ông cũng đã lên tiếng công nhận cái vùng độc lập này, nhưng mà vẫn chưa rõ là cái số quân của Nga ở nơi đây là như thế nào. Thì sau khi mà Thượng viện của Nga cũng đã phê chuẩn chính thức cho phép Tổng thống Nga đã sử dụng quân đội bên ngoài của lãnh thổ để mà hợp thức hóa cái vấn đề mà đưa quân sang khu vực của đông Ukraine, thì Điện Kremlin đã thông báo ra ba điều kiện do Tổng thống Putin đưa ra để mà có thể nhằm giải quyết cái cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Thì cái điều kiện đầu tiên, tiên quyết nhất là Kyiv phải công nhận chủ quyền của Nga tại bán đảo Crimea. Mà cái bán đảo này thì chúng ta đã thấy rằng trong suốt cái thời gian qua mà Nga đã đánh và đã sáp nhập cái bán đảo
Crimea vào năm 2014. Và cái vấn đề điều kiện thứ hai là Ukraine phải từ bỏ ý muốn là muốn gia nhập vào tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO. Và điều kiện cuối cùng là Ukraine phải giải giới một phần quân lực của mình. Thì những cái quốc gia phương Tây đã xem việc mà Nga đã sáp nhập cái bán đảo Crimea vào năm 2014 là một trong những cái vấn đề vi phạm về luật quốc tế, và cũng hoàn toàn bác bỏ cái vấn đề cấm không cho Ukraine gia nhập vào khối NATO. Và khi mà để trả lời cho báo chí về những cái điều kiện đã đưa ra, thì ông Putin, ông nói rằng là ông có gửi quân sĩ của mình tới Ukraine hay không, và lực lượng này sẽ đi tiến sâu vào cho tới đâu, thì ông chỉ trả lời một cách rất là lơ lửng, rằng chưa hề có một cái tuyên bố nào là sẽ đưa quân đến ngay trong cái thời điểm này, và cũng không có thể tuyên đoán được trước sự việc sẽ xảy ra, vì còn tùy thuộc vào cái tình hình tại chỗ cần phải giải quyết như thế nào. Thì đó là những cái lý do mà Tổng thống Nga đã đưa ra. Thì không biết rằng là các nước phương Tây cũng như là khối NATO và Hoa Kỳ sẽ chấp thuận cái lời đề nghị này của ông hay không, thì chúng ta sẽ theo dõi và sẽ tiếp tục cập nhật thêm. Thưa quý vị, sự trừng phạt của Hoa Kỳ cũng như Liên Âu trên Nga về cái vấn đề mà chuẩn bị xâm lăng Ukraine đó, như chúng ta vừa thưa quý vị, không có chỉ ảnh hưởng đến nước Nga và Liên Âu mà nước Mỹ chúng ta bị ảnh hưởng luôn. Chúng ta thấy rằng là một khi mà Nga là nước thứ hai sản xuất dầu hỏa sau Hoa Kỳ, thì khi mà bị đóng băng tài khoản rồi tất cả financial và company cũng bị đóng băng luôn, thì lúc giờ kinh tế của Nga trì trệ và vấn đề mà dầu hỏa của Nga cung cấp các nước khác cũng trì trệ luôn. Chúng ta biết rằng là nước Đức cũng đã cam tâm chấp nhận rằng là đóng luôn cái đường dẫn dầu từ Nga sang Đức, chấp nhận thiệt thòi về cái vấn đề này. Thì nhưng mà do đó thì người ta cũng không thể lường được những hậu quả của nó tiếp theo. Chúng ta thấy mấy hôm nay giá xăng và hôm trước Phương Thảo cũng đã thưa quý vị là mấy giá xăng nó tăng rất là cao, mà con số nó một cách rõ ràng, tức là những cái barrel của xăng đi chuyển qua nước Hoa Kỳ phải tiệm thêm 5 đồng. 5 đồng một barrel. 5 đồng barrel, nhưng mà nói chung là về vấn đề mà cái tỷ lệ đó thì cái giá dầu của nước Mỹ nó tăng lên 38% của gasoline, và còn cái giá dầu thô đó là 85% đã lên, cũng như là nếu mà tính qua như vậy thì là khoảng chừng từ năm 1982 bây giờ cái giá dầu nó tăng 7.5% trên cái giá của năm ngoái, thưa quý vị. Thành ra đây nó là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với những người mà lái xe ở Mỹ. Thành ra cái phản ứng ngược của nó thì chắc chắn là thế nào cũng có, nhưng mà cái điều lo lắng của chúng tôi là những người mà lái xe bằng xăng không có tiền đi mua xe điện Tesla, thành ra chạy xăng cũng hốc hác quá. Nhưng mà điện dĩ nhiên cũng là lên, thưa quý vị, nếu mà điện xăng lên thì điện cũng lên. Điện lên thì mấy người, nhưng mà họ những người giàu có họ không khe, nhưng mà tôi đi xe đi xe đổ xăng dầu hàng ngày bằng cái lương của mình thì thôi thoát ruột. Anh giờ tôi muốn là muốn đục cái thằng cha Putin này quá trời. Dạ, và cũng là cái bản tin của nước Nga, khi mà chúng ta thấy rằng là bắt đầu đưa quân lính của mình tiến sâu vào phía đông của Ukraine, thì cũng đã đóng cửa tất cả những cái tòa đại sứ tại Ukraine. Và cái vấn đề mà theo như những quốc gia phương Tây cũng như Hoa Kỳ là dự đoán là cái nguy cơ mà xảy ra cái cuộc chiến này là rất là cao. Thì trong ngày hôm qua là ngày thứ Tư 23 tháng 2 thì chính phủ Nga bắt đầu là cho di tản tất cả những người nhân viên ngoại giao tại các tòa đại sứ ở Ukraine. Và trong lúc đó thì Ukraine cũng đã nói những người dân của mình bắt đầu rời khỏi Nga. Và rất là lo lắng về sẽ có một cái cuộc chiến sự sẽ xảy ra, khi mà Tổng thống Nga ông đã cho có một cái sự chấp thuận của Quốc hội để mà có thể sử dụng võ lực ở bên ngoài của lãnh thổ Nga, và các quốc gia phương Tây đang đáp trả bằng những cái biện pháp trừng phạt rất là mạnh mà chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị. Thì những cái bản tin cũng đã cho thấy rằng là để mà hy vọng có thể tránh được một cái cuộc chiến tranh mới ở châu Âu thì khó có thể lắm, tại vì do rằng Hoa Kỳ cũng như là những cái nước đồng minh châu Âu vào ngày thứ ba cũng đã lên tiếng cáo buộc Moscow là một trong những đã đưa quân vượt qua cái lằn ranh biên giới và cái khu vực liên khai ở đang được kiểm soát ở miền đông này. Thì cái hãng thông tấn của Nga TASS cho biết rằng là Nga cũng đã bắt đầu rút quân
rút nhân viên của mình ra khỏi tòa đại sứ ở Ukraine. Cho đến trưa cái ngày hôm qua, ngày thứ tư, thì cái lá cờ của Nga trên tòa đại sứ của Ukraine không còn nữa, mà thay vào đó là những người đứng canh gác của người Ukraine ở đó. Thì những cái Bộ Ngoại giao Ukraine đã khuyến cáo những công dân của mình không nên đến Nga trong cái thời điểm căng thẳng này. Và nếu mà những công dân còn ở trong Nga thì phải nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây ngay lập tức để tránh những cái sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra. Thì người đứng đầu của Hội đồng An ninh và Quốc phòng của Ukraine là ông Oleg Kiev Danilov. Ông cũng đã kêu gọi Quốc hội thông qua về cái tình trạng là ban bố khẩn cấp trên toàn quốc, vì ông nói rằng là những cái giới chức chính quyền địa phương sẽ có quyền quyết định về những cái biện pháp để nhằm thi hành, bao gồm cả việc bảo vệ cho hệ thống hạ tầng cơ sở, giới hạn vấn đề di chuyển và kiểm soát giấy tờ trên các phương tiện di chuyển công cộng. Và cũng đã triệu đại sứ kia, đại sứ của Ukraine ở Nga trở về nước, và cũng đang tính đến cái vấn đề là sẽ cắt cái vấn đề ngoại giao với Nga hoàn toàn. Và nhưng mà những nước châu Âu khác và các nơi trên thế giới thì cũng đang có những cái biện pháp để trừng phạt về cái vấn đề mà giống như là Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu là trừng phạt những cái ngân hàng của Nga và không cho sử dụng thị trường tài chính quốc tế. Và chính phủ Đức cũng đã cắt cái đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 mà chúng tôi cũng đã cập nhật. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ bắt đầu đưa quân đến ngay tại cái cạnh sườn phía đông của Ukraine, phía đông của Nga. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố là hủy bỏ cuộc họp với Ngoại trưởng của Nga trong cái thời điểm này. Và Ngoại trưởng Đức cũng đã nói rằng cần phải có những cái biện pháp cứng rắn hơn, và đây là chỉ là những cái biện pháp đầu tiên thôi, khởi sự, và sẽ có những cái biện pháp thêm nữa. Và để nói lại thì Ngoại trưởng Ukraine, ông đã kêu gọi các giới chức phương Tây là không nên chần chừ nữa, mà hãy đánh mạnh hơn và đánh nhanh hơn nữa vào ngay tại thời điểm này để cho sự việc nó có thể sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng mà không biết là sẽ căng thẳng này nó sẽ diễn ra như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật mỗi ngày cho quý vị. Thưa quý vị, có một người phụ nữ mà nhân giá thì cũng ok, nhưng mà miệng nói những lời sắt thép bom đạn kinh khủng quá. Đó là bà Hoa. Bà Hoa là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Tổng cộng. Bà này đang tố cáo Hoa Kỳ là bày đặt ra cái chuyện này chuyện nọ, bày ra cái vụ mà Nga tấn công Ukraine để mà hâm dọa thế giới. Rồi bà ấy nói đủ thứ, đúng cái giọng điệu của Tổng cộng. Chúng ta biết là người Cộng sản, người Cộng sản Nga, Cộng sản Tàu hay Cộng sản Việt đều là có một cái thái độ là phải nói là thù nghịch với tất cả nhân loại. Và thường thường nói cái gì thích nói gì nói bịa, nói phải, nói xạo, người ta gọi là cà vú lắm em, rất là thường. Thế vậy bà này bà nói rằng là Hoa Kỳ bày ra cái vụ đó chứ làm gì có vụ Nga xâm lăng Ukraine đâu. Thực tế là bà quên rằng là có tới 190.000 người quân đội, quân nhân của Nga đã ở biên giới, trong khi hồi đó cách đây mới khoảng 3-4 tuần lễ mới 100.000, lên 120-130, rồi bây giờ lên tới gần 190.000. Cộng với những cái thành phần mà kêu là hai cái khu vực mà kêu là quốc đại tự trị đó, lên tới gần 200.000, thưa quý vị. Thế mà trong khi đó cái hội phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Tàu Cộng nói là chả có gì hết, là chỉ có là kêu là hù dọa ta bằng xong rồi lợi dụng cơ hội để mang khí cụ với quân nhân đi sang bên Ukraine. Đúng là cái giọng điệu của người Cộng sản. Thành ra ngày hôm nay thì sau khi cái bài và phát biểu của những người phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao của Tàu Cộng tên là Hua này á, là thế giới đã đồng loạt lên án với cái thái độ gọi là thiên vị của Tàu Cộng với Nga. Chúng ta biết mới gần đây là Tàu Cộng với Nga đã bắt tay nhau trong cái thỏa ước ngầm, người ta không biết ký kết cái gì, nhưng mà hai nước xích lại gần nhau, trong khi trước đây hai nước là hai kẻ thù địch với nhau ở hai cực thế giới. Bây giờ cũng vì quyền lợi chung mà hai nước đã xích lại gần với nhau để mà tấn công vào thế giới. Thưa quý vị, rất là buồn có những cái người mà kêu là đầy tham vọng, mà kêu là tự độc ác như thế sống ở trên đời đây. Dạ, và chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống băng tần VNATV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.